Follow the other. Yeah, right? Yeah. We have chicken, huh? Well, I haven't got a Walmart yet, so yeah. I pay my credit card off and I just have almost had it maxed back out again. That's what I do. Pay it off every pay. And when you are in Walmart, you buy lottery ticket because it will be like $1.6 billion. Is that tonight? No, Tuesday. Last night nobody won. So they will claim up. You know I didn't even buy it? $2. Yeah. I bought $10. I'm gonna buy one ticket. Only one ticket. I'm gonna win that. Yeah, right? You're right. When you're lucky, the last $2 of your life will turn into a different situation. I'm telling my husband to stop and get some. That's West Virginia, right? Yeah. Tuesday. Tuesday night. Okay. Can you imagine winning $1 billion? What would you guys do? Would you close your shop down? Mm-hmm. You send money home to your family? Yeah, everybody. Huh? That is a lot of money. I cannot spend it all on all my family. I have to share. I would share too. Give it out. I don't think I'd want to win that much. I'd be afraid to. Yeah. Everybody wants to win the lottery, but like, I don't know how you feel and what to do with that big money, you know? And now you have to plan. Plan for it. Yeah. That's why I said, no, just buy a couple. You can take a bước để dán clip lên cho nó mau ở mau dính. Sáng rồi mình đi cái clip. Là mình dùng cái cỏ đắp bộ. Mình thắm liu vịt ha. Did you get a new? Is that the new fan? Did you see the new fans out? The new fans just came out. Yes, it is. Different colors? Yep. I want one so bad. I just got that phone. Mm. I'm so mad. Okay, you can take this one away. There we go. You got little hands. Đây là nó buông ra là nó dính liền ha. Có nhiều cái loại glue, nhiều khi mình không có dán, không có để cái lý quỳnh lên như vậy đó, mình phải giữ rất là lâu. Thiếu glue thì mình có thể bỏ vô thêm như vậy. Mình dán móng, mình dán từ dưới mình dán lên đó mọi người ha, và giữ cho nó thẳng với móng. Cái móng mà dán đẹp thì mình cũng làm sẽ cái bộ tay của mình ra đẹp nha. Mình dán cho nhá, móng tầm 7 tầm 3 thì cái bộ tay nó cũng khó cho mình đắp lắm. Rồi phải lấy cái tip nó cho vừa với cái móng, đừng có quá lớn và cũng như đừng có quá nhỏ. Mình làm quá lớn thì cái móng nó sẽ chè bè rất là xấu, và khi mà mình đắp bột nó sẽ bị tràn ra hai bên khóe móng. Còn nếu mà mình gắn cái móng nhỏ quá thì cái móng của móng tay của mình ra nó sẽ bị teo, nó dễ bị gãy. Buông ra là dính liền. Bí kíp.
cũng muốn làm cái cutting shape nha mọi người. Cái cutting shape thì mình dùng cái kéo ha, mình cắt, rồi mình cắt bên đây nhỏ thôi, đừng có cắt quá mỏng ha. Cắt từ 15 độ, cái góc 15 độ thôi. Đó. Rồi mình lấy hai bên cái khóe móng này. Là cái kind of language? Vietnamese. Yeah. Đó, mình cắt như vậy thì mình rửa cái shape, cutting shape nó sẽ rất là dễ cho mình ha. Mình lấy hai bên khóe làm chuẩn nha, bên khóe móng. Mình cắt cắt lên cao quá mà đừng cứ cắt cắt ở dưới quá, đừng có cắt vô sâu quá nha mọi người. Thì mọi người cắt vô sâu quá là cái shape của mình nó sẽ, cái móng của mình nó sẽ xấu quá, nó nhọn quá nha xíu rồi. I was gonna get a pedicure, but I stubbed my toe so hard. Oh my god, it hurts. What did you mean? You would do that into a dresser or something? Oh, I just stubbed it to a dresser this morning. Cái giữa nè, xong sau chéo góc nó khoảng chừng 30 độ so với móng, xong rồi mình rửa. Mình rửa xong rồi mình ép nó vô. Rồi vậy là đã ra cái khớp của sếp rồi. Góc 30 độ. It's now in the morning. What time is it now? 12? Yeah. So we don't know how the day will go. But it's a little busy in the morning. This is the time I walk in here, not as we use the swamp. Cực dài. Mình có dũa là cái xếp này là mình dùng ngay chỗ cái khóe móng, canh ngay chỗ cái khóe móng ở đây. Là ngay chỗ đó là cái điểm chuẩn để cho mình dũa cái xếp. Nó sẽ đẹp. Mình đừng có dũa lên cao quá hoặc là thấp quá ha. Đây cứ ngay chỗ cái chuẩn hay là ngay cái móng tay của mình nè. Đó. Đây cứ dũa vô. Rồi. Thì mình cứ đi cái góc như vậy là nó thẳng thôi. Sẽ không có chọc đi đâu được hết ạ. Shape's nice. Very yep. Nice. Thank you. And you're fast. No, not that fast. Okay, you put one hand away. Yeah, because too many fingers, I get confused. All right. So you'd be chopping fingers off. Yeah, too many fingers. Đây, mình chỉ cho mọi người cái cách lấy bột luôn nha. Để cái cọ vô. Rồi đây. Vậy là xong cục bột mọi người ha. Không có cào, không có quào gấu gì hết á. Rồi để cái cục bột lên. Đếm 1, 2, 3, buông cục bột ra. Dùng cái mép cọ lên đây. Đẩy bột lên. Mình đẩy cho nó đều, nó đầy nha mọi người. Đầy như vậy á thì cái móng nó sẽ đầy đủ, nó cân bằng, nó đẹp. Rồi bây giờ mình nhủi cái tay của khách xuống để cho bột nó chạy xuống á. Rồi giờ lấy nước nè, lấy nước nè, nhét vô trong cái chỗ này, đi nhẹ nhàng thôi. Cái nước nó đã chạy xuống, bột nó chạy xuống theo cái luồng tay mình nè. Thì giờ mình chỉ vuốt hai bên thôi, vuốt hai bên phải qua trái qua phải để cho cái bột nó chạy theo cái móng đó. Đây, chạy cái móng. Đây. Rồi như vậy khi mà mình vuốt hai bên rồi đó thì chính giữa tự nó dung lên, nó cong lên, nó đẹp ha. Chỉnh nó lại tí xíu. Xong thì là xong một món. Nếu nước này cũng để vậy để cái cỏ vô. Rồi mình xin coi cái bột nó chín chưa. Alright, give it back. 1, 2, 3. Đẩy bột lên. Nhưng mọi người thấy lúc nào mình đắp bột á
cái mình cũng để cho móng tay của khách nó chuỗi xuống chứ nó không có để ngang nha. Tại vì nếu mà mình để ngang á thì bột nó sẽ tràn qua hai bên cuticle, mình khó kiểm soát lắm. Giờ bột nó ướt như vậy thì mình có thể điều khiển nó rất là dễ, mình có thể đẩy lên đẩy xuống kéo qua kéo lại, nhưng mà quan trọng nhất là mình phải chăm sóc ở trên cái đầu cuticle nha mọi người, để cho bột nó nằm xuống. Và khi mình vuỗ nó rất là dễ và mình sơn nó cũng sẽ dễ. Dùng cái đầu cọ để mà mình cắt cái bột dư, đừng dùng thân cọ, dùng thân cọ nó dính vô luôn trong dưới nó khó lấy ra lắm. Đây, để cái cọ vô giữ 1, 2, 3 lấy ra, nó còn chút bột đây. Rồi bỏ lên 1, 2, 3 rút cọ ra, đẩy lên, đẩy bột lên, đẩy cho đều nha, cho đều lên sát huyết cuticle, rồi mình trải bột ra cho nó chạy đều lên trên nó, xong chùi cọ giống như gà quạt mỏ vậy đó. Rồi lấy nước nhét vô trong cái chỗ mà cái chỗ hở hồi nãy đó để cho bột nó nằm xuống, rồi vuốt từ từ, vuốt từ từ, nhớ là cái nếu mà nó chảy quá thì mình chúi cái móng tay khách xuống ha. Có chảy ở bên vuốt là lấy cục bột ướt thì sẽ dễ điều khiển ha, còn nếu mà mình lấy bột khô thì nó khó lắm, nó mau khô quá thì nó sẽ mình không điều khiển được và nó sẽ bị hỏng cái shape của mình. Mình đắp nó vô theo cái shape về gần hồng chữa cũng rất là dễ với mọi người. Xong quẹt quẹt cỏ, mình duỗi tay ha, mình chúi cái tay khách xuống để cho cái bột nó tự động nó chảy, thì mình có cái thời gian để mà mình chăm sóc ở trên cuticle hoặc là hai bên hông khóe móng nha mọi người. Đấy. Khi mà mình lấy cái cục bột nó ướt á, thì cái bột nó không có bị bong bóng và mình làm bột nó nằm sát xuống á, so với mặt móng thì sẽ không có bị hở. Đây bên kia được rồi, nó chảy tí xíu, dẹp nó lên là đắp nó lên đây, dưới nó xuống lại, lát xíu nó mình rửa dưới móng nó không có bị lục cục lòn hơn. Cái móng cái đầy, móng cái bự quá trời bự, nhưng mà không sao, mình đắp hai lần nha mọi người, mình đắp hai lần đi cho nó đủ bột. Đây, mình đắp hai cục bột, mình đẩy khoảng chừng 2/3 cái móng vậy đi. Rồi mình đẩy lên cho nó đều. Rồi chồng cái móng xuống. Móng xuống ha, vậy đó. Rồi bắt đầu mình vuốt. Mình vuốt cái trên xuống cũng cho nó nằm đi ha. Cho nó nằm để thôi mình bỏ cái cục bột kia lên á. Trời đang rất là lạnh nên bột nó rất là chảy. Chảy thì mình từ từ, mình nhõng cái móng xuống, xong rồi mình vuốt từ từ, có vấn đề gì đâu. Đừng có vuốt thôi, mình vuốt nhẹ, mình đập nhẹ thôi, mình cứ vuốt một cái là nó mạnh quá rồi nó đi vào hết luôn. Rồi, bây giờ là mình đắp thêm cái cục nữa nha mọi người. Đây, cục bột, có vậy, thấm xuống, để lại. Rồi vàng bột ra,
Dạ, xong rồi vuốt xuống, giống như là mình feel vậy đó. Đó, vậy là xong cái món. Món bự cái bá và chà sọc. Đi gần tới đầu móng thì mình túm nó lại tí xíu để cho mình dễ cắt bột đó. Mình túm nó theo cái shape của cái nail đó. Rồi đây mình cắt ra cái cục bột đó. Đó. Rồi bây giờ mình lấy cái cục bột thứ hai. Rồi cục bột thứ hai đẩy lên. Rồi cũng đẩy ra lên, đẩy lên sát khi cục bột. Dàn cái cục bột ra. Dàn nó ra. Rồi vuốt. Vuốt xuống. Vuốt xuống ở bên đây, vét nó để cho nó vô xếp á mọi người. Rồi vuốt xuống, từ từ mình chăm sóc cái cuticle. Tại vì cái giai đoạn này nếu mà mình chăm sóc cái cuticle mình tốt á thì tí xíu nó mình vuốt nó sẽ rất là dễ và cái móng nó sẽ liền ra, nó không có bị u, nó không bị không gù lên ngay chỗ đó. Vì ngay chỗ cái kia còn mà mình bị gù á mọi người, lúc mình sơn á mình phải bỏ cái nước sơn đi vô sát ở trong cái móng á thì nó rất là khó cho mình. Đây. Đều mọi người nghe. Còn cái này thì giờ mình đắp một cục thôi ha. Cục bột nó không có được tròn trịa lắm nhưng mà không sao, thì mình cứ điều chỉnh nó từ từ. Đó là lý do mình phải lấy cái cục bột ướt đó mọi người. Chuỗi cái tay xuống, chuỗi tay cắt xuống. Rồi dụng bà khách này, bà hút thuốc cho nên cái móng tay của bà nó bị vàng á. Hồi nãy bà kêu bà, trước khi bà ngồi xuống bà kêu bà mắc cỡ để bà đi rửa tay. Mình nói không có gì mắc cỡ hết, nên nếu mắc cỡ thì bỏ hút thuốc đi. Bà cười. Ra xuống đây mình túm cái đầu lại cho nó vô xếp nha mọi người. Nghe đây ha, túm cái đầu lại cho nó vô xếp rồi mình cắt cho nó dễ nè. Mình lấy cái cục bột ra rồi đây. Đó. Xong. 1, 2, 3. Đẩy lên. Cứ từ từ cái giai đoạn này thôi. Rồi tưởng nóng khách xuống, tưởng nóng khách xuống. Rồi lấy nước để lên này, chỗ này nó hơi thiếu bột là mình đẩy từ dưới đẩy lên tí xíu. Đó, như vậy là đã đủ bột. Rồi giờ mình cứ từ từ chửi xuống, chửi xuống. Giờ có thể vừa hát vừa làm cũng được. Không có sợ nó khô, mình vuốt không kịp. Nhẹ nhàng nâng như nâng trứng, hướng như hướng hoa. Rồi dập kia rồi cho nó nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Dập. Nó bắt đầu lấy nước bỏ vô. Chỗ này hơi thiếu bột tí xíu, đẩy dồn lên, đẩy dồn lên. Đó. Đó, đẩy đủ bột rồi đó. Bên đây thì dư tí xíu thì mình vét.
Look. And it's so complicated. You don't want to smoke anymore. I use alcohol. I'm going to clean it. I usually do. I use that, it's just this. No, you know what you can use? What? Bleach. Yeah, bleach. Yeah. Bleach can remove that, but don't use too much. You put the bleach on the skin. On the cotton. No, on the cotton. And use the cotton to clean your skin. Yeah. Do not apply the bleach directly alcohol, on you. That's why it's not working. It is. It's embarrassing. Stop smoking. You're right there. Mm-hmm. And then ever since then. She quit. She quit. This is a bofu set. Đây. Yeah, that mark's embarrassing, especially when you can't keep the money and you look at your finger. It is embarrassing. Yeah, you're right. I think it's not right. Yeah, it's my car, I'm scared my house is. Rồi, đây thì mình cứ pha ngang thôi, nở, pha ngang, miếng sao là cái ngón tay, đó là cái dũa mình cắt. Một cái đi đường thẳng, đi tới. Ok, như là một món nè. Thẳng á, thẳng là đường hai bên nè. Hai bên khóe từ từ trên mà xuống luôn vậy nè. Nhớ kỵ tay da của người ta xuống thì mọi người sẽ thôi mình không cắt da và chảy máu. Cái này là mình cũng phải dùng sức nhiều lắm. Sức nhiều lắm để mình cho cái món nó thẳng. Cho nên lỡ tật một cái nó cũng mệt. Coi nó đơn giản nhưng không đơn giản thì trong cái quá trình mình vô xếp á mình thấy banh móng người ta ra mình phải giữ rất là vững cái móng ha, giữ vững cái móng người ta thì nó không có bị sụp sụp ấy. Thì mình đũa nó mới được. Are you talking to YouTube? Yep. Oh, you make videos. Yes. Send part of your video. Yes. And they see my yellow finger. No, they don't see your face. I never put your face on. It's okay, just good. The nails, so nobody know. How many videos out there do you have? Mm-hmm. Do you have a lot of videos teaching people? I just started. You teaching? Yeah, I just started. So aww. I don't have that much yet. Only 10 subscribers. But going to be a lot soon. Yeah, you will be. You're really good at what you do. I'm just showing them when my nails are all done. Rồi kéo da xuống để giữa vô giữa xong rồi ép lại để lá vô ép vô cho nó ôm cái móng lại đây cũng vậy giữa cho đến khi nào mình cảm thấy mình kéo lên kéo xuống nó thấy cảm thấy nó smooth rồi đó hoặc là mình ép vô mình ép cho thẳng rồi. Thì cái móng nó sẽ ôm. You don't see, but I'll never get you. You'll never be able to do my nails again. You'll be too popular. I am already popular. Yeah, I'm popular here in Vietnam. Oh, yeah. Most of the people come here to me for their nails. They don't care about their pedicure. Whoever do their pedicure. But I have to do the nails. We need alcohol to get that off. Bleach to get that off. Yeah. So don't apply the bleach directly on the skin, okay? No, I'm using alcohol. You have to put it on the cotton. Okay. And then use the cotton to clean the skin, alright? Yep. I am not liable for any damage on your skin. Okay. By using bleach. That's right. The manufacturer will be.
getting no trust. And everything is in the video, so. Okay. Having to use an alcohol. And soap. And it doesn't come off, so I'll try the bleach. They will never come up if you not stop smoking. I know. Can you believe it's rather like a cold? Yeah, turn the heat to you. Yeah. And when it's too hot, you turn it up. Oh, thank you. Okay. Trúng số ngày hôm qua sổ số rồi mà chưa có ai trúng, là mình mơ mộng tiếp. Mình mơ mộng tiếp tới thứ ba này sẽ là tới 1.6 tỷ Mỹ Kim nha mọi người. Cho nên giờ mình thờ ơ, hững thờ với khách lắm. Mình đang sống trong mơ, làm cũng chậm rãi thoải mái. Biết đâu thứ tư thứ ba mình sẽ là tỷ phú sao. Nên bây giờ mình cứ thủng thỉnh là ở đằng trước đằng sau mình á cả đóng khách luôn đó. Đây dùng cái này để mình làm cho đầu móng nó mỏng đẹp nè mọi người ha. Chạy cái này tức là những cái gì mà nó còn vương vấn đâu đây đó thì mình đẩy nó đi hết, cái đầu móng của mình nó sẽ tròn đều đẹp mỏng nữa. Lily, you don't say bye to me? Rửa đây. Bành cái móng mình tay là hồi cho thấy là tay là mình được. Rồi. Bành cái móng là tay là đưa cái dũa vô. Là cái dũa này chịu vào cái thân móng. Như vậy á, thì sẽ sạch và sẽ không bị cắt tay khách như mọi người. Mà ngay chưa, tuần này đi từ từ thôi. Đấy. Thì mọi người thấy là khi mà mình đắp cái móng nè, nó nằm sát, mình dập nó nằm sát như vậy thì mình rửa nó rất là đỡ, chưa gì hết là nó đã sạch rồi, đúng không? Bây giờ mình rửa nó sơ thôi, chủ yếu là mình rửa cho cái đầu rửa nó lài xuống, nó nằm xuống để cái móng mình lắp nó liền, nó lài từ trong ra ngoài và khi mình sơn nó sẽ rất là đẹp cho mọi người. Nằm lên nha, nằm lên và mình khi mà mình rửa cái móng, rửa mình cái móng á, mình không nên đi với cái tốc độ nhanh. Đây mình đi với tốc độ rất là chậm. Vì khi mình đi tốc độ chậm á, thì cái móng mình ra nó sẽ mịn màng hơn. Còn nếu mà mình đi tốc độ nhanh quá thì nó sẽ bị sọc. Mình đi hai bên này nha, để cho nó ôm cái móng rồi. Bên đây thì đi bằng cách này. Rồi, vậy là xong. Đây. Bành móng ra, nhé cái đũa vô. Đi từ từ. Khi mình đắp bột đẹp rồi, mình vô xếp rồi á, thì mình đũa nó khỏe lắm. Bành ra, đưa cái dũa vô.
thấy là cái mình chưa rửa gì nhiều mà nó đã sạch trơn rồi đó ha. Nó rất là sạch và nó nằm rất là liền. Mình rửa này khi mà mình cảm thấy là nó không có bắp nữa mọi người ha, nó không có bắp nữa là biết là tay mình nó mịn rồi đó. Oh, you don't want to share the love? Are you sure? Sharing is caring. Is it hot now? Yeah. That one is powerful, right? Mm-hmm. Oh, yeah, it's nice. Relax your hands for me. There we go. I don't fight. I'm skinny and small. See, it's all tiny. Mm-hmm. You're tiny. Just relax. Loose. Loose yourself. Cái này nó hơi dư dư chút xíu vào ở đây để mình rửa cho nó sạch đi, cho nó bung hết đi. Rồi cái đầu rửa thì mình nằm này. Cái đầu rửa là mình nằm theo cái móng. Rồi giải quyết xong. Of the design, huh? The pictures of the design. You know how we hit the button on the side. Oh yeah. I'm going to that one. I'm going to come on after this picture. Do you follow me? Bây giờ mọi người ha, mình dùng cái đầu rửa mình sẽ của mình nè, đó để mà mình rửa lại trên hết bề mặt móng. Vì cô này có sơn keo nha, có sơn keo thì mình để cho nó có cái độ nhám cho bao keo nó keo nó bám nha mọi người. Rồi với lại dùng cái này cũng lợi hại lắm, là mình có thể làm tròn lại cái móng á, khi mà mình rửa có cái sơ hở gì đó thì cái này nó cũng làm cho tròn lại đẹp lại nè. Mình có thể đi lên cuticle để cái cuticle mình nó tròn, nhưng mà của mình nó đã tròn rồi thì mình không có cần. Nhất là ngay chỗ này nè, đó ngay cái đầu móng này là thường keo nó hay bị tróc đó, là mọi người làm cho nó nhám đi, biết cho nó nhám thì nước keo nó không có tróc hơn sơn keo, nhưng mà còn sơn thường thì mình không có làm cái quá trình này, tại vì sao mình không làm quá trình này thì cho mình làm quá trình này cho nước sơn thường cũng được, nhưng mà nó ở lâu lắm. Mà khi mà nước sơn thường ở lâu rồi thì mình không có dụ cách làm treo được hả mọi người. Làm treo thì kiếm được nhiều tiền hơn. Thank you.
ti ở dưới móng cho khách hàng để cho nó đi hết những cái lăng tăng li ti đó. Chứ mình không có bóp ha, mình không có bóp ở trên móng, tại vì mình đã làm cho nó nám rồi thì mình không bóp. Mình bóp thì nó càng láng thì cái nước sơn treo nó càng dễ tuột hơn. Và tuyệt đối là không cho khách đi rửa tay nha mọi người, mình chỉ dùng chổi nè. Chổi thì mình thử tay cho nó sạch sạch rồi cho sạch ha. Mình kiểm tra ở dưới coi bị dính bột cái gì không, hoàn toàn không có bị dính bột gì hết ha. Nếu mà có thì mình phải dùng đầu nhọn mình rửa cho nó sạch đi. Ok, giờ cho khách rửa tay nè. Cái cây này ha, bàn chải, bàn chải này mua ở Dollar Store mọi người, đồng cái mà nó có hai cái nhỏ cái lớn, cái này là cái lớn, còn cái nhỏ thì nó nhỏ xíu ha. Mình phủi cho sạch móng, từng móng của khách ha, phủi cho nó sạch để cho khi mình sơn mình không có bị bụi nó bám vào đó, lợn cợn. Cái thứ hai nữa là giữ cho cái chai keo nó được sạch. Alright, yeah. Đó. Rồi mình sơn keo đây mọi người ha, mình phủi sạch hết rồi gì, rồi mình sơn keo đây, đẩy cái ngón lên, đẩy lại, đẩy sát lên, rồi sơn keo bên hông, lật cái móng của khách ra để mình đi dương sát với cái cô nè. Đó. Rồi một tay cái nước này, the one will be the king and the top. This is gel, right? Yes. Okay. Đẩy sát lên nè mọi người, đẩy sát lên đây, sát khi được rồi. Rồi xong rồi mới đi xuống hai bên hông. Rồi đi vòng tròn hai bên hông. Actually, I want to learn how you guys do this. It looks easy, but it's not easy at all. Every time I paint, I get lines, and it never covers. Okay, then. And what my toenails. Đẩy sát lên ha, mình đẩy từ dưới lên thì tới gần mí thì mình nghỉ xuống, thì như vậy mình có cái sự kiểm soát ha. Ở bên đây thì mình đi bằng cái bên hông của cái cọ, mình xoay cái tay của khách đó để mình thấy ở bên kia là cái gì. Còn mình đứng ở bên đây bờ đại dương mà nhìn qua bên kia đại dương mà mình không thấy được đâu, cho nên mình phải lọc ha, mình phải đi thuyền qua. Bây giờ cái màu này mà nuốt. Đấy cũng vậy, mình cũng sẽ. Okay. Might just have to tip you today. Hmm? You have to tip me? No, I don't have to. No, you don't have to. It's a good job. You're willing to. No, I want to. You don't have to. No, I want yeah, to. You want to. Okay, that's good. Alright. It's a light, yeah, that color light and one. This one. Alright. And that's this one. Smoking finger. It's middle finger. Yeah, it's the naughty one. Yeah, the ugly one. Well, I'm gonna get him clean. Stop smoking. Actually, when I'm going to gym this winter, I'm going to. Stop smoking. I'm funny. I keep saying this until next time I don't see anything. Mm. That means you stop smoking, not that you clean them good. Did you tell me to do stop talking? Hmm? You tell me to stop talking? I'm still talking. That's because you're talking. Fine, I will. I'm talking to myself and I'm talking to you. Yep. Cái màu này nó bị ghê quá, màu này nó bị
bị bọt ở trong á, nó không có smooth, phải quét quá trời quét nó mới đi hết mấy cái ấy đó. Phủ cái đầu mà nếu không thôi thì nó sẽ rất là dày. Mọi người thấy mình làm bột thì cái nước đầu tiên mình không cần phải phủ cái đầu móng. Phải sơn một cái màu sparkle lên trên đây. Sparkle, oh, bling bling. You like it? Yeah. You have to say I love. Sơn mà mình làm nail sao mình rất là ghét sơn cái màu nu màu lợt như vậy. Không phải là fan, mình không phải là fan. Với những màu này mình thích những cái màu đậm. Mình không mọi người sơn top coat đây cũng không cho tràn ra cuticle nhé, trên cái bề mặt móng thôi, phủ cái đầu móng. Oh, no, I look white. Isn't that cold? Yeah, it is white. Gel đó mình dùng cái cục bông gòn mình thấm acetone nha. Acetone nó sẽ làm cho cái sơn gel nó sáng và bóng, nó không có bị mờ giống như là mình dùng alcohol mọi người ha. Và nếu như mà có những cái gì mà xung quanh cái tay của khách mà nó bị dơ hay là nó bị dính nước sơn ở ngoài đó thì mình luôn cái tiệm đó là mình tẩy luôn. Tay này khách này sẽ lát nữa đi gắn hộp sòn nữa, mình thì mình không gắn, mình không thích gắn hộp sòn nên nó mất nhiều thời gian cho mình nữa.
mình để chút xíu nữa gắn xong rồi thì mình sẽ chụp hình lại cho mọi người thấy. Can you put the other?